Tình cờ thì ở cái clip trước á, em gái review có ra một cái video ngắn về cách sử dụng của cái quạt tích điện mini cũng như là cái quạt tích điện để bàn này á, thì rất rất là nhiều chị em nói là hả xong ra video dài hơn để cho chị em tìm hiểu cũng như là hả nhìn được tận cảnh cũng như là cách sử dụng chi tiết của cái sản phẩm quạt tích điện này. Thì hôm nay em gái review sẽ đưa ra một cái video dài hơn ha, đáp ứng được cái nhu cầu của chị em và xem được cái cận cảnh cái quạt tích điện này nó hoạt động, cơ chế hoạt động như thế nào và sử dụng pin hay là không pin cũng được hay không như thế nào ha. Cái đây là cái quạt nhỏ ha. Quạt này cơ chế nó là quạt tích điện ha chị em. Tích điện tức là sao? Tích điện là nó sẽ có một cái cục pin ở trong bên trong như thế này. Bởi cho bên trong cái quạt này khi mà mình không có điện nè, ở nhà mình cúp điện đi ha, là mình có thể sử dụng cái quạt này vô tư và cầm cái quạt này đi muôn nơi luôn nha chị em. Tất cả mọi nơi mình đều có thể sử dụng cái quạt này, không cần dùng đến điện, cứ sạc đây cái quạt này là sẽ sử dụng được. Cái quạt này nhìn nó nhỏ nhưng là rất là có vỏ nha chị em. Cái quạt này á là tích điện sử dụng khá là nhiều luôn, sử dụng khá là lâu mới hết pin ha. Mà mỗi lần chị em sạc á, sạc cho em trong vòng 2 tiếng đến 3 tiếng ha. Khi mà quạt hết điện hẳn luôn là sạc từ 2 đến 3 tiếng thì quạt sử dụng cả ngày luôn cũng không hết pin ha. Đây, cái tốc độ quạt thì khá là mạnh luôn. Để em bật lên cho chị em xem coi cái tốc độ quạt nó mạnh như thế nào mà em nói như thế. Đây, để lấy một cái tờ giấy cho chị em xem để về cái tốc độ quạt này nó mạnh như thế nào ha. Đây, đây em sẽ khởi động cái quạt tích điện này lên cho chị em nha. Quạt này bỏ túi, đi du lịch nè, đi muôn nơi luôn, đi chơi, đi cà phê đều được luôn ha. Rất là tiện lợi luôn, quạt thì khá là mạnh, khỏi bay luôn nè chị em thấy không. Kêu thì khá là lớn luôn ha. Đó, vì công suất nó mạnh cho nên là kêu lớn và cũng như là rất rất là im tay luôn, không phải là ồn ào đâu nha chị em. Đó, quạt rất rất là mát luôn. Đây, đó, quạt rất là nhỏ gọn nha, tiện lợi và có cả cái dây đeo tay như thế này, khi mình đi đâu mình có thể đeo như thế này ha. Đó, rất là nhỏ gọn luôn. Về cho mình một chiếc quạt như thế này nha. Bạn nào thích cái sản phẩm này thì nhấn vào phần mô tả để nhấp vào cái đường link để mua cái sản phẩm này nha. Mấy bạn xem xong thì cũng đừng quên dành tặng tôi một nút like cũng như là nhấn vào đăng ký kênh, ủng hộ tôi ra nhiều cái bài review mới nữa nha.